Thưa quý vị, liên quan tới sự việc giảng viên ở Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ để lấy chứng chỉ đang gây ồn ào trên các trang thông tin gần đây. Chiều qua, ngày 18 tháng 9, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng đã xác nhận có vụ việc như trên xảy ra tại trường với trường hợp của giảng viên NTHP khoa luật. Vụ việc diễn ra từ năm 2021, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo vị này, năm 2021, giảng viên NTHP tham gia khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do Đại học Đà Nẵng tổ chức. Thời điểm thi hết môn, giảng viên P đang nằm viện nên nhờ một sinh viên năm 4 trong khóa đi thi hộ. Sinh viên này hoàn thành bài thi, sau đó giảng viên P được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2. Đến tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng nhận được phản ánh sự việc của giảng viên P. Ông Phan Kim Tuấn, trưởng phòng tổ chức hành chính, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, trường đã yêu cầu giảng viên P làm bản tường trình và xác minh sự việc. Giảng viên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo ông Tuấn, hiện nay Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng đã ban hành quyết định thu hồi, kết nạp đảng và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 đã cấp cho giảng viên này. Vị này cho biết thêm, sau khi có được thông báo của Đảng ủy trường, nhà trường đã thực hiện quy trình kỷ luật đối với viên chức. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, giảng viên P đã đưa ra lý do ốm, không đến dự họp kỷ luật. Đầu năm 2022, nhà trường tiếp tục mời giảng viên P lên thống nhất thời gian họp kỷ luật, thì người này có ý kiến đã quá hạn xử lý kỷ luật viên chức theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức, khiến sự việc kéo dài. Liên quan đến vụ việc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu Trường Đại học Kinh tế rà soát hồ sơ để xử lý sự việc này. Mới đây, đơn vị cũng đã có văn bản nhắc lại yêu cầu này đối với Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng.